Đây thì nhìn thấy được một con ve sầu mà nó kêu cái gì à, tiếng kêu cái gì à, đinh tai nhức óc. Giữa trưa thế này là sao được đó, một con ve sầu. Đúng là tiếng ve, bản nhạc ve sầu. Không biết với coi như con ve, mà như chỉ nhìn được một con ve thôi, để tiếng nó kêu như vậy rồi. Vâng, chút xíu, xem mấy cái tiếng ve kêu với anh. Mấy khi là nghe tiếng ve kêu. Để tôi nhìn có một con ve mà nó kêu vậy đó. Dạ. Bản nhạc ve sầu, không thấy một con ve nào mà không nhìn thấy con ve nào mà có tiếng kêu có gì đinh tai nhức óc của con ve mùa hè tới.